Wow, cả nhà thân mến, hiện tại Up Áo đang có mặt ở thủ đô Hà Nội, khu đô thị Nam An Khánh. Đây, không gian vào một buổi chiều tà, chiều tối rồi cả nhà. Đã gọi là những hoạt động của người thủ đô đang tấp nập, những cung đường đầy xe cộ à, cả nhà này. Đấy. Rất đông cả nhà, ở phía bên này có chương trình sự kiện người ta đang tổ chức này. Và đây Up Áo hôm nay sẽ vào một công ty của một người bạn Up Áo vào thăm. Đây, công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm An Khang. Hôm nay Up Áo sẽ vào có chương trình đặc biệt, đó là nhận quà cả nhà nhé. Nhận quà giúp đồng bào. Ô chào cán bộ nào, đi đâu? Dạ, em đang đi tham quan xưởng tí anh ạ. Ủy tham quan xưởng, rồi. Cả nhà, đây là một người em. Dạ vâng, em chào mọi người nhá. Đây là một người em của Up Áo, bạn ấy chuyên lái máy bay. Vâng, đây là idol của em từ năm 2010 mấy rồi. Em xem theo dõi suốt kênh của anh Up Áo rồi, hôm nay về có gì gặp mặt anh. À, dạ, nhưng mà... Và em có một cái thắc mắc đấy nè, sao hôm nay không mặc cái quả quần... đặc trưng của anh ấy. Không, hôm nay không đi tán gái. Vậy thì tí anh em phải uống rượu bằng bát nhá. Không có, bỏ rượu thôi, không uống đâu. Đấy, bà Nam có một kênh kênh TikTok, đó là gì nhỉ? Nam máy bay anh ạ. Nam máy bay, chuyên lái máy bay cả nhà. Dạ, sản xuất ra những cái máy bay công nghệ tuyệt đỉnh luôn. Dạ, Up Áo chưa được trải nghiệm nhưng mà hẹn khi nào Nam đưa Up Áo đi lái máy bay nhé. Dạ vâng, nhất trí rồi anh ạ. Nhất trí. Thật nhá. Idol của em lâu lắm rồi. Những cái video của anh Up Áo này em phải xem phải đến mấy trăm nghìn lần rồi. Ui giời. 1 triệu lần thì hơi châm gió, nhưng mà trên xe em lúc nào em mở Up Áo mà. À, thế hết bao nhiêu tiền để chuyển khoản? Tí chuyển bằng rượu anh ạ. Rồi, cảm ơn cán bộ nhé. Dạ vâng ạ. Đây ô tô của Nam. Đây cả nhà, ô tô của Nam đẹp chưa? Rồi, quay cái gì? Lái máy bay, đấy, có ô tô luôn, Up Áo lái máy bay, mất cả ô tô. Tí em mời anh vào đấy chơi máy bay nhá. Rồi, ok nhá. Hôm nay Up Áo chương trình là vào ở trong công ty. Ôi, em chào anh, đây, anh em trong công ty đang dọn dẹp, đấy, đang tăng cường tốc độ là dọn dẹp đồ này. Đây là đồ từ thiện cả nhà nhá, để lên gửi đồng bào vùng cao. Đấy, rất nhiều đồ cả nhà này. 1 thùng này, 2 thùng, 3 thùng này, 4 thùng, 5 thùng. Rồi chào cán bộ Tiến. Rồi. Ôi, chào Up Áo nhá. Rồi, cả nhà đây, cán bộ Tiến đây. Đây là toàn đồ rất là nhiều đúng không? Hạt giống. Đây hạt giống à? Hạt giống sữa. Không, cán bộ giải thích chương trình này một tí để mọi người biết là hôm nay Up Áo đến nhận quà nhưng mà chưa biết quà gì. Hôm nay Up Áo đến nhận quà chương trình từ thiện Đông Ấm Vùng Cao dành cho thôn Há Đề, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đấy. Và ông tổng thể là có phần quà như nào và tổng thể có bao nhiêu suất quà? Và... Tổng thể là có 58 suất quà cho 58. Điểm trường và 55 suất quà cho bà con hộ nghèo và cận nghèo của thôn Há Đề. Tổng tầm là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng? Tổng là trị giá là 80 triệu. Tổng trị giá là 80 triệu. Đấy. Và một số chương trình đó là có đồ áo. Đồ áo rất là nhiều cả nhà. Những suất quà là bình thường là những suất quà là như thế nào cán bộ Tiến? Đây, ví dụ như là nhà trẻ em thì được một chiếc áo. Đông ấm thì phải có áo ấm. Đông ấm có phải ấm. Chẳng lẽ có áo mùa hè. Áo mới nhá. Áo mới nguyên tem. Mới nguyên tem nhá, rồi. Tem nguyên mác nhá. Rồi. Tất cả là nguyên tem nguyên mác hết. Rồi. Đấy, hàng nguyên tem nguyên mác. Đấy, đông ấm cả nhà nhá. Đông đấy. Ấm. Đấy rồi. Kiểm tra là tem gì đây? Rồi, đem tem chip đây. Đấy. Ngoài ra, đông ấm. Đông ấm thì còn có cả không thiếu được đó là mì tôm. Mì tôm chua cay, vừa chua lại vừa cay. Và còn một ít gạo thì đã cụ thể là hơn 5 tạ. Hơn 5 tạ rưỡi và đã gửi lên trên Hà Giang trước. Sao không cho 6 tạ đi rồi còn 5 tạ rưỡi là sao? Đủ suất. Rồi. Ở đây có cả sữa này hay sao? Sữa này, bánh này, bánh sữa này. Có cả hạt giống cả nhà, Trung Đông này. Hạt giống cho đồng bào này. Đấy, hạt giống nhá. Rồi, rất là nhiều cả thùng nhá. Không thể quay kỹ được nhưng mà cả thùng luôn. Đây, ở dưới thùng to đấy, đây này. Đấy, rất là nhiều. Để bánh cho các con. Đấy, hôm bánh này. Bánh cho các con liên hoan. Đấy, hôm nay là rất là nhiều bánh. Đấy, bánh xịn nhá. Có xì. Đấy, cả thùng luôn. Rất là nhiều. Vợ học sinh nữa. Hôm nay là chương trình lễ
không phải lễ bàn giao, có nghĩa là mình kiểm tra những đồ vở, đồ mà mình được các anh chị ở trong công ty của Tiến, có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm đấy An Khang tặng bản làng vùng cao đấy. Đây là sách vở vân vân này, rất là mới này, có nghĩa là nhiều quá không thì quay được hết. Phía bên này là đồ áo đúng không? Đây là, phía bên là này đồ áo này. Mình sẽ mở một cái gian gọi là gian hàng không đồng. Gian hàng không đồng cho bà con toàn xã. À, có nghĩa là đây là cái đồ này, áo. Cái này là từ thiện là còn đâu là đồ mà cấp phát là toàn đồ mới hết. Gian hàng không đồng à? Gian hàng không đồng. Bán không mất tiền. Không mất tiền. À. Ai vừa cái nào thử mặc cái đó. À, thì áp áo cũng lấy được. Từ thiện mà rồi, cả luôn. Rồi. Thế mặc áo ở đây thì có cởi ra mặc được không? Có luôn. Tặng luôn. Rồi cả nhà ơi, rất là nhiều đồ này. Đấy, cặp sách rồi là tất cả các cái. Ừ. Rất là nhiều nhé. Rất nhiều, ở đâu còn nữa nhỉ? Nói chung ở đây là một số thôi, còn ở phía nhỏ thôi, còn hắn còn tập kết ở một bên một kho nữa. À thế tí sang nhỉ. Đấy. Thế hay là lên phòng cán bộ uống nước một tí nhỉ. Ok. Uống nước thì chưa được vào chém từ đấy đến giờ. Rồi cán bộ dẫn lên phòng xem nào. Xem có cái gì phòng. Đây, công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm An Khang. Đấy, số 45A32 khu đô thị An Khánh, Hòa Đức, Hà Nội. Rồi, Hoài Đức, Hà Nội cả nhà nhé. Rồi lên ở trên phòng của sếp xem nào. À, hôm nay A Báo đi nhận những món quà của tất cả các anh chị ở trung tâm gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn An Khánh để gửi tới bản làng vùng nghèo vùng cao để có những cái mùa đông ấm áp trong mỗi năm. Năm nào đồng bào cũng rất là vất vả đấy. Đây là chào cán bộ, đây là phòng đón khách này cả nhà này. Niềm tin của bạn là thành công của chúng tôi. Ai da, câu này hay thế, Báo phải ghi vào sổ thôi. Đấy. Đây là không gian tiếp khách của giám đốc Tiến, cán bộ Tiến nha cả nhà nha. Không gian rất mộc mạc này. À, hình như cái bộ bàn ghế này cảm giác như là của vua chúa thời xưa đúng không? Rất cổ luôn cả nhà này. Đúng không cán bộ? Bộ cũng bình thường thôi các bạn. À, đây, cũng bình thường. Đây là gọi là cúp vương miện đấy nhỉ. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm An Khang, giải thưởng danh giá. Wow, bằng vàng này cả nhà ơi. Không biết vàng thật hay vàng giả đây. Đây, được vinh danh cả nhà nhé. Đấy, đây cũng thế này, công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm An Khang. Đấy, pha lê này, phía bên này cũng thế này. Đấy, rất nhiều. Đây là thuốc, ở trên này là thuốc này. Thuốc đau xương khớp này, xịt giảm đau này. Rất là nhiều sản phẩm này. Đấy, khi nào có thời gian báo sẽ review xong. Phía trên này là niềm tin của bạn là thành công của chúng tôi. Đấy, rồi. À, đây là nước chè. Rồi, cảm ơn cán bộ nhé. Đây. Mời cán bộ uống nước nhé. Không gian rất đẹp cả nhà ấy. Đây là bộ bàn ghế nhá, đẹp nhá, rất đẹp mộc mạc này. Bộ bàn ghế này có bán không? Bộ bàn ghế này kêu đến đang hợp. À. Tạm thời thì chưa có ý định. Khi nào hết tiền thì bán cho A Báo nhá. Nhất trí luôn. Đấy, không nhá, có chữ An Khang ở trên này. Đấy, ý nghĩa này. An Khang quá đẹp. Bây giờ anh em mình sang phía bên kho bên kia nhỉ, để kiểm tra nhỉ. Rồi, mình uống nước thế thôi, uống nhiều quá là say đấy. Đấy, chén rất mộc cả nhà, chén như người vùng cao nhá. Đấy, rồi cán bộ ơi đi thôi. À, cả nhà thân mến, A Báo đang ở tòa nhà Gimex 2. Bây giờ là A Báo và cán bộ Tiến sẽ đi kiểm tra ở chỗ mà tập kết những đồ của các cán bộ gửi tới cho đồng bào vùng cao Hà Giang. Đây, một phòng rất là rộng này, có chứa rất là nhiều đồ. Đây. Đấy, rất rộng cả nhà. Đây, rất là rộng này. Đấy, rất là nhiều bao tải. Đây là đồ áo này. Rất là nhiều đồ áo. Đấy, yên tâm cả nhà nhá.
Đấy, rất nhiều đồ áo để gửi tới cho đồng bào vùng cao. Phía bên này nữa, rất là nhiều. Đấy, anh em sẽ có chương trình từ thiện ở vùng cao Hà Giang. Đây là nơi tập kết một số đồ áo cũng như chăn, màn vân vân gửi tới cho đồng bào vùng cao, thì chương trình A Páo sẽ trực tiếp quay sau cả nhà nhé. Rồi bây giờ cán bộ Tiến có đôi lời phát biểu được không? Dự kiến là ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 tháng 11 tới thì công ty An Khang kết hợp với bạn A Páo cùng với lại huyện Hội Chữ Thập Đỏ, huyện Mèo Vạc trao quà cho toàn bộ bà con xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Và đây là đồ, cũng như vừa rồi ở bên công ty thì ở đây là đồ, cả đồ mới, đồ cũ đều đã tập kết rồi đây. Tập kết và sẵn sàng để cho chương trình đi thành công tốt đẹp. Thành công tốt đẹp. Và một lần nữa A Páo xin phép được khép lại video ở đây. Chương trình là A Páo quay lại cái khung cảnh A Páo đi kiểm tra đồ của tất cả các chị đến từ công ty An Khang. Đấy, một lần nữa cảm ơn cả nhà. Chương trình từ thiện ngày mùng 3, mùng 4 ở trên huyện Mèo Vạc thì A Páo sẽ cập nhật sau. Và sau đây A Páo xin chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe. Mù say. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xám, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hầu chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống